Giang làm chuồng chưa? Sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay là một ngày quan trọng đối với Sang cũng như đối với mấy đứa. Là ngày mà Sang sẽ đi mua những con bò dắt về cho mấy đứa nha. Hôm bữa thì Sang có nói với mọi người là rút tiền xong Sang sẽ đi mua bò luôn. Nhưng mà hôm bữa thì không có mua được bò do chưa có. Hôm nay thì bò đã có về rồi nha mọi người. Nên Sang thì bây giờ sẽ đi ra ngoài đó để mình lựa bò này, cũng như là trồng cọc cho người ta, đưa tiền cho người ta để mà dắt bò về. Hôm nay thì Sang sẽ phát từng con bò cho mấy đứa, xong rồi mình sẽ đến nhà mấy đứa để thăm nhà mấy đứa nha. Giờ thì Sang sẽ tranh thủ đi sớm, tại vì ngày hôm nay sẽ còn rất là nhiều việc. Quay rồi mang hậu mang ba lô cho anh đi. Hôm bữa trong clip trước á, Sang có nói với mọi người là Sang có nhờ một anh đặt cọc cho một anh để mà anh đi kiếm cho Sang mấy con bò. Thì ngày hôm nay đã có bò rồi nha mọi người. Nên giờ thì Sang sẽ đến xem bò cũng như là trả tiền cho anh để mà đưa mấy con bò về để tặng cho mấy đứa nhóc. Ui mấy con bò to thật. Hậu đi chú đi. Nay thì Sang dắt thêm nhóc Hậu nữa để cho Hậu đi câu bò luôn. Bò về đây hết rồi anh? Bò về hết rồi. Mấy con này hả? Mấy con này. Nói chung thì kiếm 8 con nhưng mà dạ, gấp quá cho nên là kiếm mới được 4 con thôi. Mới 4 con. Đợt tới này đi đợt rồi tới. Anh kiếm dạ cho đủ luôn nha. Con này thì nói chung là giá là 14 triệu 500. 14 triệu 500. Là mười mấy tháng hết rồi đó. Là gần đòi đực rồi. Đây, mình nuôi con thêm vài tháng nữa là đòi đực. Hơi nhát à? Hơi nhát, tại nó thấy người lạ nó hơi nhát. Con bò này thì là con bò cái nha mọi người, giá nó là 14 triệu 500 ngàn. Tại vì sẽ mua tặng cho mấy đứa, để cho mấy đứa là nó nuôi nó lớn lên để nó sinh sản ra. Nên tặng là tặng cho bò cái nha. Còn mấy con bên đây? Con này thì con bên đây là 14 triệu 200 ngàn. 14 triệu 200. Rồi mấy con này thì nếu mà em gộp hay mua 4 con thì anh bớt cho giống như là bổ đồng thôi. Con bên kia là 14 năm, rồi 14 2. Rồi 14 năm, 13 năm giờ anh bổ đồng cho là đều hết đi, là mỗi con là xứng 14 triệu. Còn ba cái kia anh bớt cho thằng nuôi, nuôi cho mấy bốn triệu. 14 triệu bổ đồng hết là 4 con thì 14 triệu là 56 triệu. 56 triệu. 56 triệu. Còn 4 con nữa thì nữa anh kiếm cho. Dạ. Chứ giờ gấp quá anh đâu có kiếm được, trong vòng một ngày mà kiếm 4 con thì hơi cực tí. Dạ. 4 con bò này mọi người là 4 con bò cái nha. Nói chung thì nó cũng vừa vừa. Và tổng cộng của 4 con này là 56 triệu nha. Bây giờ thì ôi, con này đụng được. Giờ thì vào trồng tiền cho anh, xong rồi bắt đầu chuyển bò lên xe ha. Thì tổng cộng hết nha. Thì tổng cộng là 4 con là bớt luôn rồi, là tổng cộng là 4 con là 56 triệu. Là hôm bữa là em đặt cọc là 40 triệu. Bữa anh đặt cọc là 40 triệu. Đây 16 triệu. Hơi nhát ha. Mấy con bò này á thì Sang vừa mới đưa tiền thanh toán cho anh xong hết rồi nha mọi người. Bây giờ thì mấy anh em sẽ dắt lên trên xe để mà chở qua cho mấy đứa. Bò này thì nó mới mọi người nên nó hơi nhát. Rồi, lên luôn. Cưng xuống đi, nó thấy cưng nó không dám lên. Cưng xuống cái đuổi lại. Hậu là mặc áo đỏ nè. Kéo đi, rồi đuổi đuổi đuổi. Anh học tay anh kéo đi rồi anh nghỉ đi ha. Rồi đúng rồi. Dùng dùng đây. Rồi. Kéo nha. Ta chuẩn mẹt ra kia đứng bên kia. Chết rồi. Rồi đi. Đứng bên đây, đứng bên đây. Để Hậu đứng bên đây Hậu. Đi. Kéo lên, kéo lên. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Chết rồi. Nửa sạch nữa. Đứng lên. Rồi, một con.
À, nãy giờ nó lên xe được 3 con rồi nha mọi người. Con này là con cuối cùng. Con cuối cùng là con to nhất nha. Rồi, lên luôn. Nó phục anh. Rồi, lên luôn. Con này con to nhất luôn. To nhất cũng như đẹp nhất. Rồi, vậy là kéo, xong. Kéo vô đi cho dặn 4 con luôn. Rồi. Giờ là Hậu lên xe chung với chú luôn nha. Để chỉ đường cho chú qua bên mấy đứa nha. Rồi qua đó tiếp tục ra biết. Dạ. Bò thì cũng đã lên xe xong hết rồi nha mọi người. Đóng cửa lại, giờ thì mình khởi hành đi thôi. Bây giờ khởi hành đi thôi. Dạ dạ. Sáng tới giờ Sang với mọi người mình đã đi ra ngoài để mua mấy con bò về cho mấy đứa nha. Và Sang cũng đã dắt mấy con bò về tới tận ruộng của mấy đứa rồi, ngay cái chỗ mà mấy đứa hay chăn trâu ở đây này. Chứ chưa vội dắt về nhà của mấy đứa nha mấy đứa. Tại vì Sang với mấy đứa sẽ chơi một trò chơi trước khi mà cho mấy đứa dắt bò về. Tại vì anh nói với mấy đứa như vậy nè, đợt này đáng ra là anh nói sẽ mua toàn bộ bò cho nhóm mình nha. Nhóm của Sang thì có tận tới 8 đứa, có nghĩa là Sang sẽ phải mua 8 con bò. Nhưng mà Sang đặt người ta rồi, nhưng mà người ta chỉ kiếm cho Sang được 4 con thôi. 4 con còn lại thì có lẽ là phải tầm 1-2 tuần nữa thì mới có nha. Nên giờ anh với mấy đứa sẽ chơi một trò chơi như thế này. Là 4 đứa ngày hôm nay sẽ được nhận bò, và 4 đứa sẽ không được nhận. Và 4 đứa không được nhận là phải tuần sau hoặc 2 tuần sau gì đó là nhận sau nha. Nên bây giờ anh với mấy đứa phải chơi một trò chơi nha. Là mình sẽ chơi trò chơi là bốc thăm hên xui, xem ai là người nhận được bò nha. Trước giờ thì mình cũng đã chơi rất là nhiều trò chơi bốc thăm nè, bốc thăm ăn này, bốc thăm ăn kia nha. Nhưng mà hôm nay có lẽ là một cái trò chơi bốc thăm mà nó kịch tính nhất, là ai bốc trúng sẽ được nhận một con bò. Và ở trong trước mặt mấy đứa ở đây á, thì anh có 5 cái thao đựng 40 lá phiếu. Và trong lá phiếu 40 lá phiếu này á, sẽ có chỉ có 4 lá phiếu là có hình con bò thôi, nghe chưa? Chỉ có 4 lá phiếu là hình có hình con bò thôi, và ai là người may mắn bóc được cái hình con bò đó thì sẽ nhận được một con bò thật ở ngoài luôn nha mọi người. Ở đây thì có 3 con thôi. Phía bên đây thì có một con nữa này. Con bên đây thì hung dữ lắm, Sang không dắt, không dám đụng tới luôn. Nên đứa nào trúng thì kêu người lớn dắt về, nghe chưa? Con đó thì con nít không dắt về được đâu. Giờ thì Minh sẽ bóc thay cho Trương, còn Tâm sẽ bóc thay cho Tỉnh nha. Rồi giờ mấy đứa hiểu lực chưa? Bóc lá phiếu có hình con bò sẽ được một con bò. Và mỗi đứa sẽ bóc 5 lá phiếu, nghe chưa? Rồi bóc đi. Bóc cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Rồi rồi bóc đi mấy đứa, nhanh lên, lên bóc. Bóc chậm là hồi mất con bò đó. Đó, bóc đủ 5 lá chưa? Dảnh, dảnh bên đây một cái nữa. Nhanh. Đứa nào mà bóc không đủ 5 lá là mất cái rồi. Hùng chưa bóc hả? Rồi bóc đủ 5 lá nha, không bóc dư, không bóc thiếu nha. Rồi đủ chưa? Chưa mở, chưa mở, chưa mở. Đủ 5 lá chưa? Rồi, Hùng đủ 5 lá chưa? Chưa đủ 5 lá, thằng nào dư? Đây, 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 Hùng, đây, Hùng. Rồi, Hùng bóc 3 cái này luôn. Rồi, cái này luôn, đủ chưa? Rồi, ok. Vậy là đủ hết tất cả 5 lá phiếu rồi đúng không? Rồi, mấy đứa ngồi xuống đi, bây giờ mình sẽ mở từng đứa nghe chưa? Mấy tấm phiếu á, thì mấy đứa đã cầm trên tay hết rồi đúng không? Dạ. Bây giờ tới cái phần quan trọng á, là mình sẽ mở phiếu xem đứa nào là nhận được cái tấm phiếu có hình con bò, nghe chưa? Dạ. Mấy đứa nêu cảm nhận coi khi mà chơi cái trò chơi này có hấp dẫn không? Dạ, hồi hộp lắm. Hồi hộp lắm đúng không? Do trước giờ mấy đứa nó bóc á, toàn là bóc ăn này ăn kia thôi. Còn hôm nay bóc một phát trúng cả một con bò thật luôn. Nên đứa nào cũng hồi hộp rồi. Giờ là Giang bóc đầu tiên nha, mở từng tấm phiếu ra. Đây, mỗi đứa thì có 5 tấm nha. Đây, dạ. Tấm đầu tiên không trúng. Đó, mở nhanh đi. Rồi, tấm thứ hai không trúng. Còn 3 tấm thôi, cơ hội cũng... Rồi! Ủa, được con bò. Đây là tấm thứ ba. Tấm thứ ba của nhóc Văn là có hình con bò nha mọi người. Con này là nhóc Hậu nó vẽ này. Con này là... con này là hình con mèo, không phải con bò đâu. Vậy là Văn được một con bò nha. Rồi, Văn trúng rồi, đi ra. Giờ là tới Tâm. Tâm sẽ bóc thay cho Tỉnh. Rồi, Tâm mở đi. Rồi, không trúng. Rồi mở nhanh đi Tâm. Không trúng luôn. Rồi, không trúng luôn. Bò, rồi, không trúng luôn. Bò, ơi. Rồi, vậy là Tâm hụt nha. Mở nhiều vậy cho nó hồi hộp. Giờ tới Tỉnh. Lộc. Tới Dảnh. Rồi, giờ mở đi Dảnh. Không trúng.
không có luôn. Cái trò chơi này là may rủi nha mọi người, không có luôn. Nên ai hơn ơ con ơi. Dạ anh đã trúng được còn một con mèo. Dạ anh đã trúng được một con bò nha mọi người. Rồi bước qua ba đứa rồi, đứa này bốc rồi đúng không? Tâm bốc rồi ra. Rồi giờ tới cho thằng này luôn. À, Quỳnh đi, Quỳnh bốc trước đi. Quỳnh theo dòng đi. Một cái không có. Không có. Ui tấm nó bự vậy, không có luôn. Mọi người bốc 5 tấm cho hấp dẫn. Rồi. Dính một con bò. À, vậy là ba con bò đã có chủ nhân rồi nha mọi người. Rồi ra luôn. Ô ba đứa này hên ta. Vậy là ba con bò đã có chủ nhân rồi nha mọi người. Chỉ còn lại 4 người này, trong 4 người này chỉ còn một con bò thôi. Giờ tâm bốc đi. Rồi không có. Không có. Thằng Minh nó bốc là cho anh Trương nè. Rồi không có luôn. Không có luôn. Ôi, không có luôn. Rồi bị loại. Giờ nha, ba đứa sẽ mở chung một lúc nha. Tại vì nếu mà hai đứa này hoặc là ba hai đứa này nó mở không có là đứa cuối cùng là ai. Rồi ba đứa mở một lúc luôn. Rồi mở xuống dưới. Không có. Ôi, chú đừng bỏ. Trời. Tấm đầu tiên luôn. Vậy là con bò cuối cùng đã trao về cho nhóc Thái nha mọi người. Tấm đầu tiên luôn là dính rồi. Mấy đứa đã kiếm ra được 4 người nhận 4 con bò rồi đúng không? Dạ. Là Quỳnh, Dảnh, Văn với lại Thái là 4 người may mắn nhận bò đầu tiên, còn 4 đứa kia sẽ nhận bò sau. Nhưng mà bây giờ thì nó như thế này nha mấy đứa. Dạ. Bò anh mua thì 4 con nhưng mà không phải là con nào cũng giống như con nào nha. Dạ. Tại vì bò nó đẻ ra thì không giống như nhau. Có con á là anh mua 14.500.000, hai con mua 14.500.000, có con là 14 triệu, có con là 13.500.000. Đó. Dạ. Nên nó không có giống nhau. Nên bây giờ anh với mấy đứa phải bốc thăm nữa là trên mỗi con bò bên đây đi. Đi đi đi. Trên mỗi con bò ở đây á thì trên miệng của nó số có số nha mọi người. Đây là con số 3, con số 2, con số 1. Đây, 1 2 3 và con cuối cùng bên kia là con số 4. 4 con thì có 4 số nên bây giờ mấy đứa sẽ bốc 4 cái số trên tay anh. Rồi, 4 đứa có bò bốc 4 lá thăm. Xem đứa nào là con số nào. Đó rồi mở ra luôn đi. Ai ai số 4 là số 4 luôn. Số 4. Vậy là số 1. Dảnh. Số 2. Dảnh số 2. Vậy là Văn số 3 còn họ Thái là số 4. Số 4 là con bò dữ nhất nên chịu thôi đi ra chỗ con bò mình đi. Thằng này số 1, về con bò số 1. Rồi. Nãy giờ sang với mọi người mình đã bàn giao những con bò cho mấy đứa nhóc rồi nha mọi người. Và đợt này may mắn là có 4 đứa trong nhóm của Sang nhận được 4 con bò. Và 4 đứa còn lại thì phải hẹn được sau. Thật ra ngày hôm nay thì Sang đứng đây để mọi người sẽ bàn giao bò cho mấy đứa nhóc, kiểu giống như là dẫn chương trình gì đó mọi người, để mà bàn giao cho mấy đứa. Thì Sang đầu tiên phát biểu cảm nghĩ của Sang á. Sang rất là vui khi ngày hôm nay đã thực hiện được mong muốn cũng như ước mơ của mình. Và bây giờ tới lượt của mấy đứa nha, để xem cảm giác của mấy đứa sau khi được nhận được bò là như thế nào. Giờ là Quỳnh sẽ phát biểu cảm nghĩ của Quỳnh sau khi nhận được con bò này. Thì Quỳnh nói thử coi. Dạ, Quỳnh mừng. Rất nha. Sao? Dạ, em mừng. Em mừng hả? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Dạ, không. Không hả? Dạ. Rồi đó là cảm nghĩ của Quỳnh, rất là mừng. Rồi cô Dảnh. Bọn em thấy vui lắm. Vui lắm đúng không? Dạ. Rồi còn tới Văn. Bọn em thì thấy rất là mừng, đợi mấy tháng này đúng không? Dạ. À, rồi tới Thái. À, em cũng rất vui lắm. Dạ. Rất vui đúng không? Dạ. Nhưng mà anh nói với mấy đứa như vậy, mấy đứa đứng lại đây luôn, tất cả mấy đứa luôn trong nhóm của mình. Hai đứa này nhớ giùm hai đứa kia nha. Là bò này á, anh mua anh tặng cho nhóm nguyên nhóm của mình. Nhưng mà không phải mua về để bán nghe mấy đứa. Dạ. Mà mua về để mình nuôi. Mình nuôi để cho lớn lên, nó đẻ ra những con bò nhỏ, và những con bò nhỏ đó sẽ đẻ ra những con bò nhỏ nữa và mình sẽ có thật nhiều tiền đúng không? Dạ. Và mình sẽ còn một cuộc thi nữa. Một hẹn mấy đứa đúng một năm sau mình sẽ thi hoa hậu bò nha. Dạ. Xem sau một năm á, đứa nào là người nuôi bò đẹp nhất nghe chưa. Dạ. Tất nhiên là một tuần hai tuần sau thì mấy đứa kia cũng có thôi, nên bây giờ là mình phải thi với nhau. Thế giờ thì bò đứa nào đứa đó về dắt con bò đó về nhà, và anh sẽ đến nhà từng đứa để mà thăm nhà mấy đứa một lần nữa ha. Dạ. Rồi bò đứa nào về vị trí bò đứa đó đi, rồi chuẩn bị dắt về thôi. Bốn đứa này phụ Thái dắt bò kia nha. Còn bò kia thì hơi hung dữ á. Dắt cẩn thận nha mấy đứa. Tháo ra đi. Bò của Dảnh thì ui, hình như là bò này không thích Dảnh thì phải. Ngoan nha con. Để em tháo ra cho. Rồi tháo đi anh ấy.
Yeah. Dắt nó về nhà, về nhà nha, cùng với Cảnh nha. À, bây giờ thì Sang phụ mấy đứa dắt mấy con bò về nhà nha mọi người. Do mấy con bò này á, kiểu như là bò mới nên nó rất là nhát luôn. Nhóc Dảnh thì nó không thể nào mà dắt con bò này về được, nên Sang phụ nhóc Dảnh dắt về. Xong rồi sẵn tiện thăm nhà mấy đứa luôn nha mọi người, để xem là chuồng trại mấy đứa nó làm tới đâu rồi, với lại là chỉ cho mấy đứa cái cách nuôi bò luôn nha. Tại vì trước đó giờ mấy đứa nó đi giữ bò cho người ta chứ mà chưa bao giờ mà có một con bò để mà tự tay nuôi. Thôi đi mấy đứa ơi. Dạ. À, nhà mấy đứa khá xa nên dắt cũng hơi mệt. Về chuồng mới. À, đây là con bò của nhóc Dảnh nha mọi người. Nhà nhóc Dảnh thì có làm trước được một cái chuồng rồi, nên giờ con bò này về thì có chuồng luôn. Dảnh thì cũng đã biết nuôi bò rồi. Bây giờ bàn giao cho ba mẹ nhóc Dảnh là con bò này nha. Cô lấy Dảnh nè. Trao tặng cho bò nhóc Dảnh xong, giờ tới nhà của nhóc Văn nha. À, lâu lắm rồi mới có dịp quay lại nhà nhóc Văn, nên nhà nhóc Văn ngày hôm nay thì cũng đã khác nha mọi người. À, bò nhóc Văn thì nó Văn á, chào mẹ con bò. Chào mẹ con bò nè. Văn làm chuồng chưa? Chưa hả? Chưa kịp làm hả? À, nhà nhóc Văn thì cách đây chắc mấy tháng á, Sang có ghé một lần. Lúc đó nhà Văn thì Sang có sửa cho mọi người xem á. Nay thì cũng đã khác hẳn rồi. Nhìn thoáng mát hơn nhiều nha. Đây là phía trong. Rồi tính để nó đâu đây? Cái gì? Nuôi cái gì đó Văn? Cái chuồng gà. Cột nó đó cũng được. Cột nó đi. Lấy Văn lấy nước cỏ về cho nó uống ha. Dạ. Tại vì nó cũng khá mệt rồi. Đấy. Là con bò của Văn nha mọi người. Con này là con cũng khá to đó. Rồi cột vô đi, lấy dây ngắn thôi, coi chừng em á. Con bò này chưa quen lắm. Thôi cột nó lên kia cũng được. Thôi cột qua kia đi, đi qua kia đi. Cho nó qua kia, nó không chịu qua đây, cột đây qua chút. Cô nay con ghé nhà cô, với lại là con gửi cho cô tặng cho cô với nhóc Văn một con bò. Con bò này thì con không nhớ là con bò nhiêu tiền, tại vì trong nguyên đám là có con 14,5 triệu, có con 13,5 triệu, không biết là con bò của Văn là bự hay nhỏ nữa đó. Tặng cho cô với Văn một con bò để mà cố gắng là nuôi cho nó đẻ ra nha. Dạ. Rồi cột nó đâu đi. Cô cũng cảm ơn con nghe sao. Dạ dạ, chào tặng bò của nhà nhóc Văn xong, giờ Sang lại tiếp tục đi qua bên nhà của nhóc Quỳnh nha, để xem nhóc Quỳnh dắt về nhà tới nhà chưa. À, hy vọng rằng con bò này của mấy đứa sẽ mau lớn, cũng như là có đi trước không ơi. Hy vọng rằng con bò này của mấy đứa sẽ mau lớn, cũng như là đẻ ra được nhiều con nha, để cho trong thời gian sắp tới mấy đứa nó sẽ có thật nhiều tiền. Bây giờ Sang với Hùng đi thôi, đi thăm nhà từng đứa nha. Thôi né ra, né ra. Sáng né ra, Sáng. Né ra. Tôi vô nha, vô nha. Có đường, cho dắt vô đi. Thì cột trước đây đi Quỳnh ơi. Nó hơi hung dữ chút. Nó hơi hung dữ chút ông ơi. Do nó mới sọ mũi á, ông né ra đi không? Con né ra đi không? Con mới sọ mũi nó hồi sáng á, nên nó còn hơi hung dữ, chắc phải nuôi một tuần cho nó quen á. Đây con này thì là con bò con tặng cho ông Quỳnh. Đó, hy vọng là ông với là Quỳnh là nuôi nó mau lớn, cũng là như là nó đẻ ra thêm mấy con khác nữa ha. Con cột tạm ở đó đi. Cột tạm đi. Từ từ cho nó quen đi. Đem nước với lại đem cỏ cho nó uống nha Quỳnh. Nhà Quỳnh thì không có đường đi vậy phía sau á, có chuồng chưa không? Chưa, còn như là biết biển xa chạy tới chạy lui hoài sao con nhớ. Dạ. Chờ được có còn mấy cái cột nữa. Dạ, vậy mấy bữa nó làm chuồng nha. Rồi. Bây giờ anh đi xuống nhà Thái nha. Không biết con Thái dắt về chưa? Thôi vậy nha Quỳnh. Dạ. Rồi. Cho bò mấy đứa xong á, xe định sẽ ghé nhà từng đứa để quay cho mọi người xem. Chỉ ghé được nhà của mấy đứa thôi, còn nhà nhóc Thái chưa ghé được á. Thì
chân Sang đau quá không đi nổi nha, do có một đoạn á là con bò của nhóc Dảnh hút vào chân của Sang, giờ là nguyên một cái chân nó tê nó nhức luôn mọi người, kiểu như là bị bong gân gì đó nên không thăm được nhà của nhóc Thái, mọi người thông cảm cho Sang. Thì ngày hôm nay á, Sang phải nói là những cái ước mơ, những cái tâm nguyện của Sang đã gần trở thành hiện thực rồi. Và thực sự ra Sang ngày hôm nay rất là vui luôn mọi người. Vui vì mình đã cho đi, vui vì mình đã giúp được những người khác có niềm vui ha. Thì clip của Sang ngày hôm nay có lẽ sẽ tạm dừng tại đây nha. Nếu mọi người yêu quý Sang, mọi người hãy cho Sang xin thật nhiều like cũng như là bình luận thật nhiều vào cái video này và chia sẻ cái video ủng hộ cho Sang nha. Tại vì hổm rài kênh Sang thì bị mất đề xuất á, cũng như là chặn thông báo rất là nhiều, nên mong mọi người giúp đỡ Sang bằng cách là like, bình luận cũng như chia sẻ video này ủng hộ cho mấy anh em Sang. Đi thời gian sắp tới là Sang sẽ có thật nhiều tiền để giúp đỡ cho mấy đứa nhóc nhiều hơn. Sang cảm ơn tất cả mọi người nha. Sang chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye.